Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một bệnh viện nhi ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ khiến 7 trẻ sơ sinh thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân hỏa hoạn vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, theo tờ India Today, nhiều khả năng hỏa hoạn bùng phát sau khi một bình oxy phát nổ. Theo cảnh sát Ấn Độ, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có tất cả 12 trẻ sơ sinh trong bệnh viện. Một trẻ đã tử vong trước đó, 6 trẻ tử vong sau vụ hỏa hoạn và 5 trẻ còn lại được đưa đến bệnh viện khác để điều trị. Giám đốc Sở Cứu Hỏa Delhi cho biết những trẻ được giải cứu vẫn chưa xác định được danh tính vì chính quyền vẫn chưa tìm thấy hồ sơ khai sinh của trẻ. Chưa rõ liệu hồ sơ khai sinh có bị tiêu hủy trong vụ cháy hay không. Hiện vụ hỏa hoạn đã được kiểm soát. Chính quyền New Delhi cam kết truy cứu trách nhiệm với những người liên quan. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh người dân Ấn Độ vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 25 tháng 5 tại công viên giải trí Game Zone ở thành phố Rajkot, bang Gujarat, khiến 27 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 4 trẻ em. Hiện trường vụ cháy là nơi rất nhiều gia đình có con nhỏ thường tới để vui chơi vào mỗi dịp cuối tuần trong mùa hè. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát đã bắt giữ 2 người liên quan tới vụ việc. Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, nơi các chủ thầu xây dựng và người dân thường coi nhẹ luật xây dựng và những quy tắc an toàn.